Xin chào quý vị và các bạn. Ngày hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn một cái sản phẩm rất là tiện ích khi mà chúng ta đi ô tô. Đó là cái máy bơm hơi ô tô mini như này, các bạn có thể thấy được. Máy của nó rất là nhỏ, gọn và tiện dụng. Nó chỉ to bằng cái cổ tay thôi, các bạn có thể thấy. Tôi đặt cái cổ tay đây cạnh, đó. Chỉ to hơn cổ tay một chút thôi. Cái sản phẩm này thì rất là tiện dụng và cần khi mà chúng ta di chuyển đường xa. Tức là nếu mà chúng ta di chuyển đường xa hoặc là để nhiều khi mình không để ý ấy, nó bị xuống hơi, cái xe mình bị xuống hơi ở những cái chỗ nó vắng người thì gọi cứu hộ rất là khó. Vì vậy thì chúng ta sẽ sử dụng cái máy như này này, cái máy bơm hơi mini như thế này, nó rất là tiện dụng, cực kỳ tiện dụng luôn. Nó là sử dụng nguồn điện là 12V, có thể cắm trực tiếp luôn vào cái tẩu trên xe ấy. Các bạn có thể thấy đây là cái nó có thể vừa cắm tẩu trên xe, hoặc nó có một ổ cắm tẩu xe, hoặc là chúng ta có thể là tháo ra kẹp bình ắc quy. Đây là rắc kẹp nếu mà xe các bạn mà không trang bị tẩu đó, thì các bạn sử dụng cái kẹp vào ắc quy như này. Còn khi mà xe trang bị tẩu cắm thì đây, nó có tích hợp theo ổ cắm luôn. Đó, rất là tiện dụng. Máy nó rất là nhỏ, rất là nhẹ, đây các bạn thấy bé tí này. Tiện dụng hay là tiện dụng. Khi mà chúng ta di chuyển xa mà gặp vấn đề về xuống hơi các thứ thì các bạn có thể sử dụng cái máy này. Máy này thì nó bơm hơi trực tiếp luôn, chứ nó không có bình khí nén như các loại máy nén khí khác. Đây tôi sẽ thử bơm hơi cái máy này cho các bạn xem nhé. Tôi sử dụng bơm một con bơm hơi một chiếc xe bán tải. Bán tải thì các bạn thấy là lốp của nó sẽ to hơn các loại lốp xe con thông thường. Mình sẽ thử chạy cho các bạn xem. Đó, đây là cái xe của mình, xe bán tải, nó rất là to. Tôi sẽ quay đây là cái tẩu của cái ổ cắm trên xe đây. Đó, các bạn cắm vào ổ 12V nhé. Đây cái tẩu đây. Đây cái đầu tẩu này. Đấy, cắm vào đây. Đó, rồi ok. Cắm xong rồi. Dây này rất là dài, các bạn có thể nối được. Đây là xe bán tải, nó đã rộng rồi, nó dài rồi thì các bạn vẫn có thể linh hoạt khi mà bơm 4 bánh được. Rất là tiện dụng. Đó, ok. Thật tác nhỏ, máy đặt đây. Bật cái van này ra. Tiếp vào. Đây tôi thử xì hơi tôi bơm nhé. Thế lâu lắm. Rồi, xì hơi lại. Rồi cho nó xuống hơi. Bạn sao cho tí nhau xì. Rồi, nó vặn chặt ra này. Đấy, không giờ tiếng xì hơi nữa. Chặt đây. Đấy, đơn giản thôi. Bạn quay vào đồng hồ này. Quay vào đồng hồ hơi này, quay đồng hồ này. Đấy, bây giờ tôi bật nút khởi động đằng sau này. Bật nút khởi động này. Là máy chạy vèo vèo lên hơi, đồng hồ lên hơi này.